Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 thì sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn cùng với các bộ ngành và các địa phương. Do bão mạnh lên rất nhanh lại ở ngay gần bờ nên thời gian để triển khai các biện pháp ứng phó là rất ít. Bộ trưởng Cao Đức Phát, trưởng Ban Trung ương về phòng chống thiên tai đã nhiều lần cắt ngang cuộc họp để chỉ đạo các địa phương ven biển triển khai ngay công tác phòng chống bão số 3 với hai từ khẩn cấp. Chưa khi nào công tác chuẩn bị lại gấp rút như lần này khi bão đã đến gần sát bờ. Điều đáng nói ngày hôm nay vẫn còn 471 tàu với 5.197 lao động đang hoạt động ở trong khu vực nguy hiểm. Thế nhưng, việc tìm được một nơi tránh trú bão an toàn không phải là điều dễ dàng khi mà phía sau là bão, phía bắc là không khí lạnh tràn về và phía nam đang là gió mùa Tây Nam cũng rất mạnh. Đối với các địa phương thì tôi nghĩ rằng là các địa phương ngay từ bây giờ là phải chỉ đạo ngay một số các cái biện pháp cấp bách như là di rời dân ở các cái khu vực nguy hiểm, rồi chằng chống nhà cửa và các cái đảm bảo an toàn cho các công trình để đảm bảo an toàn về người và tài sản phương tiện. Tại cuộc họp ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh mưa bão đang thay đổi với chiều hướng hết sức cực đoan, phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu. Bằng chứng được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2015, khi nước ta lần lượt trải qua nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm chưa từng được ghi nhận trong lịch sử. Do vậy, các địa phương cần đặc biệt lưu ý để phòng chống tốt cơn bão số 3. Ngoài ra, cơn bão này hình thành ngay trong khu vực Biển Đông nên phức tạp, công tác dự báo cần liên tục cập nhật và thông tin kịp thời đến cho người dân. Trước đó đã có không khí lạnh tăng cường nên là cái vùng ảnh hưởng nó sẽ mở rộng nhiều hơn về phần phía Bắc và những khu vực từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ là những nơi sẽ có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 và giật cấp 9, cấp 10. Đấy là về tình hình gió. Thế còn về tình hình mưa thì chúng tôi nhận định rằng là khu vực mưa sẽ tập trung trọng tâm vào khu vực Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên trong vòng 3 hôm từ ngày hôm nay 14 cho đến ngày 16 tháng 9. Trong bối cảnh của biến đổi khí hậu thì tất cả những cái kinh nghiệm, những cái số liệu mà chúng ta đã tích lũy, những kinh nghiệm mà cha ông ta truyền lại dường như là không còn đủ để chúng ta có thể sử dụng trong bối cảnh đấy. Cái cách tốt nhất đấy là chúng ta phải theo dõi chặt chẽ, thường xuyên các cái diễn biến của thời tiết, của thủy văn, của khí hậu. Tính đến thời điểm này, các địa phương vẫn đang chạy đua với thời gian để hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền, cấm biển và di dân ở những khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ vào đất liền.